Lộc Nguyễn, xin chào tất cả quý anh chị và cô bác. Hiện tại thì Lộc Nguyễn đang trong một cái khu dân cư rất là đông đúc luôn nha quý anh chị. Và nhằm mang đến cho những quý anh chị nào có thu nhập thấp nè, những quý anh chị nào đang làm công nhân, những quý anh chị nào đang cần tìm nhà giá rẻ với chỉ hơn 300 triệu chút xíu thôi. Thì hôm nay Lộc Nguyễn sẽ giới thiệu cho quý anh chị một cái căn nhà hoàn toàn mới mà giá chỉ có hơn 300 thôi quý anh chị. Mà phải nói khu dân cư rất là đông đúc và sầm uất. Thì cái vị trí mà hiện tại Lộc đang đi á, nó thuộc là khu phố Hòa Thuận, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An nha quý anh chị. Và từ cái vị trí này, quý anh chị di chuyển ra thị trấn Cần Giuộc á, chỉ tầm khoảng 500 mét thôi. Và đặc biệt á, nhà của chúng ta là gần ngay cái dự án Sài Gòn River Bắc nha quý anh chị. Hiện tại thì trong Sài Gòn River Bắc có một cái cầu, nó nối qua bên chỗ Long Hậu nha. Đó thì quý anh chị nào mà ở Nhà Bè quận 7 thì chúng ta đi xuống cái căn nhà này cũng khá là gần. Hoặc mình đi lên bến xe quận 8 bằng trục đường quốc lộ 50 á quý anh chị, chỉ tầm khoảng 14 km thôi. Đó thì với căn nhà mà chỉ hơn 300 triệu thôi, quý anh chị cũng thể là chọn là một cái nơi an cư lập nghiệp ha quý anh chị. Và những quý anh chị nào mới ra riêng á mà thu nhập thấp á thì căn nhà này rất là hợp lý ha. Để chúng ta thay vì chúng ta thuê nhà trọ quý anh chị, một tháng cũng tầm 1 triệu 8 đến 3 triệu một tháng rồi, thì mình ráng chút xíu mình dành dụm tầm khoảng 300 mấy thôi là quý anh chị đã sở hữu được cái căn nhà riêng lẻ cho mình ha. Và rất là thích hợp cho một gia đình có 4 thành viên, hai vợ chồng hai đứa con ở thì rất là hợp lý không quý anh chị. Và hiện tại cái dãy này á, nó xây tầm khoảng 40 căn, thì hiện tại là bán chỉ còn có hai căn thôi nha quý anh chị, có hai căn thôi. Thì quý anh chị hãy nhanh tay liên hệ cho Lộc Nguyễn và cái số hotline phía trên màn hình để chúng ta sớm đi tham quan căn nhà này thực tế và sở hữu cho mình một cái căn nhà giá cực kỳ rẻ luôn nha. Đó thì đây là cái khu dân cư trong nhà của chúng ta. Thì nhà chúng ta được thiết kế là một trệt nha quý anh chị, một trệt và một lửng ở phía bên ngoài mặt diện nè. Tường đó đã được ốp gạch khá là cao cho quý anh chị luôn rồi ha. Và phía trên có mái che ra để chúng ta che mưa che nắng ha quý anh chị, giúp nước nó sẽ không có bị tạt vào trong nhà ha quý anh chị. Đó rồi mỗi nhà nó sẽ cấp một cái đồng hồ nước riêng biệt như thế này. Đó có một cái cửa chính cũng như là một cái cửa sổ nè, đó để cho quý anh chị lấy gió và lấy sáng ha. Đó đi vào bên trong nhà quý anh chị ơi, thì sẽ qua hai cái lớp cửa. Cửa này thì được sơn tĩnh điện với cái tông màu xám ha, và kính là kính cường lực. Rồi đi vào bên trong khu vực phòng khách với cái bề ngang là 5 mét và sâu vào cũng là 5 mét nha quý anh chị. Đó rất là thoải mái với một cái căn nhà giá tài chính cực kỳ thấp luôn, với đầy đủ tất cả các công năng cho quý anh chị. Phía bên tay trái Lộc là cái tủ bếp trên và cái tủ bếp dưới nè. Đó rồi nước ở đây là chúng ta xài là nước sạch của công ty nước máy Hà Lan, nên quý anh chị yên tâm mà sử dụng ha. Rồi bên tay trái Lộc có ống nước vào và ống nước ra ha, có ổ cắm điện sẵn luôn rồi. Thì với vị trí này chúng ta để cái máy giặt ở đây ha quý anh chị. Đó rồi phía trên khu vực tầng lửng của chúng ta nè là khu vực thạch cao, và xung quanh đó là có hệ thống đèn led giúp cung cấp đầy đủ ánh sáng cho cái căn phòng khách của chúng ta ha quý anh chị. Rồi tiếp theo thì Lộc Nguyễn mời quý anh chị di chuyển vào bên trong khu vực phòng vệ sinh. Ở phía trên có một cái ô để cho quý anh chị lấy gió cũng như là lấy sáng ha. Tường thì đã được ốp gạch lên tới trần cho quý anh chị luôn rồi nè. Những cái lavabo bồn cầu vòi sen đã được lắp sẵn sàng hết cho quý anh chị rồi. Về căn nhà này thì chúng ta vào chúng ta ở thôi quý anh chị ơi, chỉ cần làm thêm như là rèm cửa rồi bỏ nội thất vô thì sẽ rất là đẹp ha. Tiếp theo thì Lộc Nguyễn mời quý anh chị di chuyển lên trên khu vực trên tầng lửng ha quý anh chị. Đó khu vực tầng lửng thì nó sẽ có một cái cửa sổ như thế này đó để cho quý anh chị lấy gió và lấy sáng. Rồi chúng ta bước lên khu vực tầng lửng lên trên lầu thì nó sẽ có tay vịn nè. Tay vịn được thiết kế bằng chất liệu là sắt hợp với cái tông màu đen ha. Và phía trên cái khoảng không gian ngang như thế này cũng khá là dễ đi quý anh chị. Ở trên tầng lửng này nó khá là rộng ha, rất là rộng luôn quý anh chị ơi. Nó rộng tầm khoảng 20 mét vuông nha quý anh chị. Đó thì trên đây chúng ta để được một cái giường ngủ cũng như là một cái tủ đựng quần áo và bằng một cái bàn trang điểm ha. Phía dưới là được sàn ốp gạch là gạch bóng kính nè. Rồi ở phía trên tường thì đã được ốp lên khá là cao cho quý anh chị luôn rồi. Đó khá là cao luôn, tầm khoảng 1,5 mét quý anh chị.
Ở đây có một cái ổ cắm điện cho quý anh chị sử dụng những cái thiết bị điện như là quạt trần. Đó. Trần ở đây là trần giật cấp ha. Trần giật cấp với cái tông màu phía trên rất là đẹp luôn nè, với cái tông màu xám với hình thoi. Rồi xung quanh là có hệ thống đèn LED giúp cung cấp đầy đủ ánh sáng cho khu vực căn phòng ngủ của chúng ta ha quý anh chị. Rồi ở đây có một cái khoảng không gian cái đèn ngủ này để cung cấp ánh sáng cho khu vực cầu thang cũng như là buổi tối á, quý anh chị bật lên cho sáng ha quý anh chị. Kèm theo đó là những cái ổ cắm điện trải dài ở cái khoảng không gian này để cho quý anh chị sử dụng tất cả các thiết bị điện ha. Đó, và đây là khoảng không gian từ tầng lửng nhìn xuống nè, rất là rộng ha quý anh chị. Và tiếp theo Lộc Nguyễn mời quý anh chị đi xuống tầng trệt, Lộc Nguyễn sẽ báo giá đầy đủ cho quý anh chị căn nhà này ha. Rồi Lộc Nguyễn sẽ thống kê lại chi tiết một lần nữa căn nhà này cho quý anh chị ha. Một căn nhà nằm ở cái vị trí là khu phố Hòa Thuận, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Có diện tích là ngang 5, dài 5m, một trệt một lửng ha. Có một khu vực phòng ngủ ở trên tầng lửng. Và căn nhà của chúng ta có cái mức giá tổng cho quý anh chị sở hữu căn nhà này là quý anh chị chỉ cần thanh toán 250 triệu là quý anh chị nhận nhà này vào ở ngay nha. Và phần còn lại thì quý anh chị đi công chứng nha quý anh chị. Thì giá đủ căn nhà của chúng ta là 350 triệu, không phát sinh thêm bất kỳ chi phí nào nha. Đó thì quý anh chị thấy phù hợp với tài chính của mình thì hãy nhanh tay liên hệ cho Lộc Nguyễn qua cái số hotline phía trên màn hình nha, 077-201-0726, để đặt lịch chúng ta đi tham quan căn nhà này thực tế và sớm sở hữu cho mình một căn nhà giá rẻ. Và cái giá mà hiện tại bây giờ tầm 350 triệu rất là hiếm nha quý anh chị. Mình thấy là chỉ còn có vài căn thôi. Đó, chỉ còn có 2 căn thôi nên quý anh chị hãy nhanh tay tận dụng cơ hội này để chúng ta đi sớm tham quan và sở hữu cho mình một căn nhà giá cực kỳ rẻ nha quý anh chị. Ở gần đây có đến 7 khu công nghiệp như là khu nghiệp Yuna nè, khu nghiệp Phương Lưu, Chinh Lưu, Đặng Quỳnh, Tân Kim. Đó, nên nhu cầu thuê của công nhân ở đây rất là cao. Quý anh chị cũng có thể là mua căn nhà này để mình đầu tư cho thuê tầm 1 triệu rưỡi đến 2 triệu một tháng nha. Thì giờ cuối video Lộc Nguyễn mến chúc cho quý anh chị có thật nhiều sức khỏe nè, thật nhiều niềm vui và thật nhiều thành công trong cuộc sống và sớm tìm được cho mình một căn nhà ưng ý đúng theo nhu cầu và đúng theo tài chính của quý anh chị ha. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video lần sau.